khác với hàng vẽ nhũ, hàng chợ người ta vẽ nhũ, còn đây bên em dát vàng này, từng lá vàng mỏng được dát lên các họa tiết hoa văn đục lỗ rất là đẹp. Cái thành phẩm này như này, thiết kế là chiều dài là 2,6m, chiều cao là 81cm và chiều sâu là 48cm. Được làm từ chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên, 100% là gỗ hương đá. Và sản phẩm được lọc lựa từ gỗ mới xẻ, nên là vân gỗ rất là đẹp nhá. Tất cả các cái vân gỗ này đều được nghệ nhân lựa chọn. Gỗ là già và nhiều vân. Và kể cả cái tấm ván mặt này. Đây, tấm ván mặt này là các bác có thể tham khảo, ván mặt này gỗ rất là nhiều vân này. Vân rất là đẹp. Và đặc biệt là các cái chi tiết này, đắp chi tiết đục chạm này là khác hàng chợ, là các hàng chợ là hay chấp lỗi, còn đây là hàng đục liền nhé các bác. Tất cả các cái họa tiết này bên Phạm Gia là đục liền hết, không chấp, toàn bộ là liền khối đục lỗi lên hết, đục lỗi lên luôn. Bởi vì để đục lỗi này thì bên em phải làm gỗ rất là dày, và ván cánh này dày là 2,5cm, liền khối đục họa tiết lỗi này, cái dát vàng lên này được. Đây, tất cả các phần ván này bên em đều làm hàng dày hết. Đây, mở ra để các bác sẽ khảo này. Khung cánh dày 4 phân, ván dày 2,5cm. Đấy, rất chi là dày dặn. Và sản phẩm thì được hoàn thiện để bên trong ngoài như không? Đều hoàn thiện kỹ hết cả trong lẫn ngoài. Đấy, mặt ván này mịn màng từ trong ra ngoài. Đấy, chị em tham khảo. Cánh thì là cánh cong nhá. Đây, cánh này cánh cong này, các bác thấy cánh cong này. Bên Phạm Gia làm là cánh cong hết, đục chạm rất là cẩn thận, hàng dày dặn và chắc chắn. Đặc biệt là về phần sơn, sơn thì bên em đều dùng là sơn cao cấp, sơn O7 nhá, không dùng cái sơn kém chất lượng để giảm giá thành sản phẩm. Vì cái sản phẩm cao cấp thì sẽ dùng những chất liệu cũng phải cao cấp, tương xứng với giá trị của sản phẩm. Và nếu anh chị em nào mà quan tâm cái sản phẩm tương tự, có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia theo hai số hotline đang hiện trên màn hình. Xưởng Phạm Gia sẽ tư vấn chi tiết hơn. Và cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng, và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.